thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết về phát huy vai trò của các tổ COVID-19, vai trò của đảng viên trong mỗi chi bộ khu dân cư, quận Ngũ Hành Sơn đã cụ thể ngay việc chỉ đạo đến cơ sở, huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng và người dân tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, tổ COVID cộng đồng là cánh tay nối dài cùng các lực lượng khác trong công tác phòng chống dịch. Các thành viên trong tổ COVID cộng đồng luôn tiên phong phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc theo dõi các trường hợp người dân đi đến tại các tỉnh, thành phố về địa bàn, nhất là các trường hợp đi về từ vùng dịch, phát hiện và báo cáo những trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. Khai báo rõ ràng và báo cáo với trạm y tế về vấn đề lưu thông và đi đến những cái vùng mà có dịch và kịp thời báo cáo với tổ cộng đồng biết để chúng ta cùng nhau phòng tránh. Ở các khu dân cư thực hiện cách ly y tế, các thành viên tổ COVID cộng đồng trở thành những người hỗ trợ đắc lực và tận tâm khi họ sẵn sàng giúp từng hộ gia đình trong việc mua sắm và giao tặng nhà những nhu yếu phẩm thiết yếu. Đặc biệt là những người sâu sát, nắm vững địa bàn, họ trở thành những tuyên truyền viên tích cực, kênh thông tin đáng tin cậy của người dân ở khu dân cư. Họ kịp thời chuyển tải các thông tin về tình hình dịch bệnh, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Vấn đề liên quan đến dịch bệnh COVID-19 thì cũng đã được các tổ COVID cộng đồng chuyển tải rất là kịp thời đến toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn. Và thông qua đó thì cũng đã nắm được cái tình hình tại địa bàn của từng tổ COVID cộng đồng, từng tổ dân phố để mà báo cáo kịp thời với Ủy ban nhân phường xử lý. Cùng với lực lượng tuyến đầu, các tổ COVID cộng đồng trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn vẫn ngày đêm miệt mài góp sức, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc, giúp chính quyền địa phương và các cấp các ngành thực hiện hiệu quả công tác khoanh vùng và dập dịch.